Thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại để giới thiệu với quý vị dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic, một trong số những loại dược mỹ phẩm hiện đang vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường toàn thế giới hiện nay về các loại sản phẩm chữa trị làn da. Một lần nữa thưa quý vị vẫn nghe chúng tôi giới thiệu là dược mỹ phẩm, chứ không phải là mỹ phẩm đơn thuần. Bởi vì một lần nữa nếu như mỹ phẩm đó thì chỉ làm đẹp thôi, còn dược mỹ phẩm vừa làm đẹp mà đặc biệt là còn chữa trị nữa. Dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic, thưa quý thính giả, được bào chế để chữa trị phục hồi làn da một cách toàn diện, nhằm chữa da hư vì nắng, chữa da nhiều tàn nhang, trị da già và bị cháy nắng, trị da đồi mồi, trị da nhăn làm khít lỗ chân lông, trị mụn, trị thẹo, trị bớt, trị màu da không đều, kích thích tế bào da, quân bình độ khô, độ ướt, độ cứng và làm mịn màng làn da cho quý vị. Nghe qua như vậy, quý vị chắc chắn sẽ hiểu thêm dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic được chế tạo là nhằm tẩy đi, xóa đi tất cả những gì được xem là tì vết trên làn da của quý vị, của những người vẫn chưa hài lòng về làn da của mình. Nhất là những quý vị nào chẳng may da bị nám, khổ tâm vô cùng mà lại còn mặc cảm nữa, cũng đã nghe người ta giới thiệu đi nơi này chỗ nọ, kiếm thầy này bà kia, rồi cũng đã tốn rất nhiều tiền cho các loại mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường. Thậm chí nghe nói các loại sản phẩm nào càng mắc tiền thì giá trị càng tốt, thế là bà con mình đổ tiền đi mua các loại sản phẩm mà giá ở trên trời, với hy vọng là hết nám. Thế nhưng thưa quý vị, trên thực tế đã có rất nhiều quý vị tốn công, tốn của, tốn cả thời gian, nhưng vết nám thì vẫn còn đó. Đừng mất niềm tin, mà trong trường hợp này có lẽ Thanh Tùng sẽ mượn câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, bởi vì đã có dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic được bào chế bởi một nhóm các bác sĩ tài ba tại Ba Lê, Pháp Quốc, rất có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về việc chữa trị các vết nám, tàn nhang, đồi mồi, tì vết ở trên da. Dựa trên các loại thảo mộc là chính, aloe vera, vitamin, EV Princess được bào chế không có chất hóa học, nhưng đủ sức để có thể tẩy đi những vết nám, xóa đi những vết mụn, tàn nhang, tái tạo trở lại những tế bào non, để khiến cho làn da của quý vị trở nên săn chắc, mịn màng, hồng hào và trẻ trung. Với những làn da bình thường chỉ cần từ 8 cho đến 12 ngày, quý vị cảm thấy được sự thay đổi tuyệt vời trên da mặt của mình. Nhất là sau khi quý vị sử dụng các loại kem dưỡng da ban đêm, chỉ sau từ 3 đến 5 đêm thôi, buổi sáng thức dậy, chính những ngón tay của quý vị khi rửa mặt, bỗng nhiên quý vị cảm nhận các đầu ngón tay của quý vị dường như mình chạm vào da của ai đó, chứ không phải da của mình ngày xưa. Lý do, chỉ sau từ 3 đến 5 đêm, các loại kem dưỡng da ban đêm của dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic đủ sức để có thể tẩy đi những tế bào già, cằn cỗi trên làn da lâu năm của mình. Khi nó tróc bong đi, nó tróc đi, những tế bào non bắt đầu phát triển, và đó là lúc mà các loại kem dưỡng da ban ngày có tác dụng. Kem dưỡng da ban ngày kết hợp với các loại nước để rửa mặt, kết hợp với các loại dung dịch dùng để làm khít lỗ chân lông, làm mát da. Và rồi khi các tế bào non phát triển, các tế bào non này cần được sự bảo vệ trên làn da của mình, thì đó là lúc mà kem chống nắng, các loại sunblock bảo vệ cho làn da của chị mỗi khi đi ra ngoài đường vào ban ngày, nhất là về tới những nơi có nhiều ánh nắng, có khí hậu ẩm, có không khí đầy bụi bặm như là ở Việt Nam, bảo vệ được làn da cho quý vị khỏi tia cực tím, khỏi tia hồng ngoại, khỏi sự hủy hoại của ánh nắng mặt trời, và bảo vệ luôn cả làn da của chị khỏi bị sự ảnh hưởng của các loại hóa chất mà rất có thể quý vị làm việc ở trong các tiệm nail phải tiếp xúc hàng ngày. 7 lọ căn bản trong trọn bộ dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic kết hợp với nhau mang đến cho người sử dụng 5 chức năng tuyệt vời chỉ sau một thời gian ngắn, đó là chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo,
phục hồi và bảo vệ làn da. 7 lọ căn bản của dược mỹ phẩm EV Princess và 5 chức năng tuyệt vời này là điều mà công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics và Hoa hậu Bích Liên đã chứng minh hoàn toàn có thật với hàng ngàn, hàng chục ngàn khách hàng của mình, không chỉ tại Nam Cali, tại Bắc Cali, không chỉ tại Hoa Kỳ mà kể cả nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Úc Châu, có Canada, có Úc Châu và kể cả tại Việt Nam. Nếu một sản phẩm không chứng minh được tính hiệu quả của nó, nếu một sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, sản phẩm đó làm sao sống được qua tới năm thứ nhì, bất chấp được quảng cáo bao nhiêu tiền, phải không thưa quý vị? Với dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics, loại sản phẩm chẳng những đến được với tay của người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới mà lại còn đứng vững trên thị trường vốn nhiều cạnh tranh về sản phẩm làm đẹp như hiện nay, ở vào năm thứ 15. Dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics vượt biên giới ra khỏi tiểu bang Cali, đến với nhiều tiểu bang khác nhau, vượt biên giới khỏi lãnh thổ của Hoa Kỳ, đến với các châu lục khác nhau, đến tay của người tiêu dùng ở khắp mọi nơi trên thế giới, đủ để thấy sự hãnh diện của công ty dược mỹ phẩm EV Princess khi mang được một sản phẩm chẳng những làm đẹp mà còn chữa trị được những căn bệnh về da dành cho đồng hương của mình, cũng như là người bản xứ, không chỉ dành cho phái đẹp mà kể cả quý ông khi đến với EV Princess Cosmetics cũng đều cảm thấy rất hài lòng. Nếu ngay bây giờ quý vị nghe Thanh Tùng trình bày, quý vị đưa tay lên trên mặt, quý vị cảm thấy thất vọng bởi vì làn da của mình sao mà nó sần sùi quá, nó không láng, không mịn, không trẻ trung như làn da của bà bạn làm việc ở trong hãng xưởng, không đẹp như là làn da của các cô hiện đang làm việc ở trong các tiệm nail. Tại sao làn da của mình không sáng, không trắng như bà Tám, bà Ba ở hàng xóm? Tại sao mình mang tiếng là Việt Kiều, về tới Sài Gòn, người ta nhìn làn da của mình, ta nói, trời ơi, bà này phải Việt Kiều không? Việt Kiều mà sao không biết chăm sóc làn da gì hết trơn vậy? Tôi thấy mấy bà Việt Kiều, nhất là Việt Kiều bên Cali về á, bà nào da cũng đẹp hết trơn, còn bà này không biết Việt Kiều đâu về đây. Chắc chắn quý vị sẽ bị mặc cảm, là bởi vì mình đổ bao nhiêu tiền rồi, lo cho làn da mình rồi, mà nó không được như ý, chứ không phải là mình không chăm lo, đúng không quý bà quý cô? Có quý bà quý cô nào mà chấp nhận để cho làn da của mình nó chưa đẹp đâu. Thanh Tùng bảo đảm với quý vị, quý bà quý cô nào cũng quan tâm tới nhan sắc của mình, quý bà quý cô nào cũng quan tâm đến làn da của mình hết, chỉ có điều là mình quan tâm và mình có những biện pháp không thích ứng với làn da. Mình đã bỏ tiền ra mình mua những loại sản phẩm không có hiệu quả cho làn da. Mình đã đầu tư tiền vào những nơi không có hiệu quả cho sắc đẹp của mình. Như vậy, chúng tôi mời quý vị thử một lần, và cũng để cho công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics cũng có cơ hội được thử một lần với quý vị. Bởi vì đơn giản, chỉ sau một thời gian ngắn quý vị sử dụng mà không cảm thấy hài lòng, mang sản phẩm này đến với nơi quý vị đã mua, trả lại sản phẩm và được hoàn tiền lại 100%, không cần phải giải thích gì cả. Không cần giải thích gì cả, miễn là quý vị cứ đem sản phẩm lại trả lại. Nhưng Thanh Tùng nói thật nha, từ lúc chúng tôi cộng tác với công ty cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa thấy những cảnh đó xảy ra, mà chỉ được nghe Thanh Tùng ơi, không biết làm sao, chỉ sau một thời gian sử dụng, làn da của tôi bây giờ đó đẹp ra, trắng mịn ra, đi đâu ai cũng khen. Đó mới là điều mà Thanh Tùng nghe rất nhiều từ quý bà, quý cô, những quý khách hàng của công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics. Quý vị biết rằng là có những quý khách hàng chẳng những đến với EV Princess 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà cho đến giờ này có nhiều quý khách hàng đã ở lại, đã chung thủy với EV Princess Cosmetics 10 năm, 11 năm. Điều đó chứng tỏ sản phẩm này phải là một sản phẩm có thật, mang lại vẻ đẹp thật, mang lại hiệu quả thật cho người tiêu dùng, thì nó mới được ủng hộ, nó mới được giữ gìn, nó mới được chia sẻ với nhau một cách rộng rãi với quý đồng hương mình như vậy, đúng không ạ? Cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý thính giả nghe đài tại vùng Nam Cali,
tại Dụng Nam Cali Dược Mỹ Phẩm EV Princess Cosmetic đã khai trương một chi nhánh mới. Văn phòng tổng đại lý của EV Princess tại Nam Cali đã khai trương tại địa chỉ 13.861 đường Brookers Street, góc đường Westminster Boulevard, chung khu thương mại với chợ Thuận Phát và bên cạnh Target. Số điện thoại văn phòng tổng đại lý của EV Princess Cosmetic và Hoa hậu Bích Liên tại Nam Cali là số 714-590-9889, 714-590-9889, 714-590-9889. Ngoài ra ở quận Cam, thưa quý vị, cũng có một chi nhánh khác của EV Princess Cosmetic tại địa chỉ 9353 đường Bosa Avenue, Suite B, gần với quán cơm chay Zen của nhà báo Lý Kiến Trúc và cũng gần với trung tâm Thúy Nga. Số điện thoại của chi nhánh này là 714-893-6011, 714-893-6011. Còn riêng tại Bắc Cali, thưa quý thính giả, văn phòng tổng đại lý của công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic tại Bắc Cali được đặt tại 1164 đường McLaughlin Avenue, San Jose. Số điện thoại của văn phòng tổng công ty là số 408-275-9620, 408-275-9620. Ngoài ra, có một chi nhánh mới vừa được khai trương của công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic và trung tâm thẩm mỹ Bích Liên trong khu thương xá Vietnam Town trên đường Story Road, kế bên cạnh khu thương xá Grand Century Mall, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhằm mục đích mang lại sắc đẹp cho quý đồng hương mình, cũng như có các cô chuyên viên thẩm mỹ nhiều năm kinh nghiệm, tận tình, kiên nhẫn, rất dễ thương, giúp đỡ cho quý đồng hương, cho quý khách hàng đến trung tâm chẳng những để làm đẹp mà còn được cố vấn về cách gìn giữ sắc đẹp của mình, cách gìn giữ làn da của mình và đặc biệt cách sử dụng dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic làm sao cho có hiệu quả và hiệu quả trong thời gian nhanh nhất. Ngoài ra ở San Jose, một chi nhánh khác của trung tâm thẩm mỹ Bích Liên được đặt tại 2877 đường Center Road, góc đường Lewis, chung khu thương mại với chợ Center. Số điện thoại của chi nhánh trên đường Center là 408-360-9620, 408-360-9620. Một chi nhánh khác nữa của EV Princess Cosmetic được đặt tại thành phố Milpitas với địa chỉ 86 South Abel Street, góc đường Calaveras Boulevard, chung khu thương mại với tiệm Da Cao Sandwich và nhà hàng Ta Restaurant, với số điện thoại là 408-946-4227, 408-946-4227. Thưa quý vị, nếu như quý vị đang nghe chương trình phát thanh của chúng tôi ở trên mạng Internet và quý vị ở ngoài tiểu bang Cali, quý vị cần liên lạc với đại diện của công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic với nhu cầu mua hàng cũng như là muốn làm đại lý cho công ty. Quý vị gọi số miễn phí 800-918-3017, 800-918-3017, một lần nữa 800-918-3017, hoặc là mời quý vị vào thăm trang nhà của chúng tôi ở địa chỉ www.evbitlien.com. Xin nhắc lại địa chỉ là evbitlien.com. Ở trang nhà evbitlien.com này, quý vị sẽ tìm thấy đầy đủ các thông tin liên quan đến tên gọi của từng lọ trong tổng số 7 lọ căn bản của dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic. Chẳng những tên gọi mà còn là chức năng của từng lọ, giá trị của từng lọ, và bên cạnh đó còn có hai lọ chuyên dùng, đó là eye cream và anti wrinkle. Eye cream là một loại kem dùng để thoa chung quanh quầng mắt, xóa đi những quầng thâm của mắt, xóa đi những vết chân chim đáng ghét, xóa đi những tì vết chung quanh đôi mắt, giữ cho đôi mắt của quý vị lúc nào cũng long lanh, cũng sáng rực và
cũng huyền ảo như thuở nào. Bên cạnh đó, loại kem anti-wrinkle là kem chống nhăn. Nghe tên, quý vị cũng đã đoán được chức năng của nó, đó là xóa đi những vết nhăn không cần thiết ở trên mặt cũng như trên cổ của quý vị, nhất là những vết nhăn ở ngay nơi cổ của quý bà quý cô. Khi có tuổi thì vết nhăn sẽ khiến cho làn da cơ bị chảy xệ ở trên cổ. Sử dụng loại anti wrinkle của dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics, quý vị an tâm là sẽ có một chiếc cổ đẹp, thẳng căng, tha hồ mà khoe các sợi dây dây chuyền, hộp xoàn, kim cương hay là những sợi dây đeo bằng ngọc trai, hộp pearl thiệt là đẹp, thiệt là sang trọng. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta có 7 lọ căn bản trong trọn bộ EV Princess Cosmetics. Chúng ta cũng sẽ có 2 lọ chuyên dùng cho EV Princess Cosmetics và tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Xin được nhắc với quý vị, dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics có tất cả thông tin ở trang nhà evbitlin.com, evbitlin.com. Riêng với những quý vị nào hiện đang cư ngụ tại vùng San Jose, miền Bắc Cali, đừng ngại, gọi thẳng cho chị Yến, đại diện cho công ty trả lời hết thắc mắc dành cho quý vị. Số điện thoại của chị Yến là số 408-849-1152. Chị Yến 408-849-1152. Chị Yến 408-849-1152. Còn bây giờ, thưa quý thính giả, chúng tôi mời quý vị nghe một số các lời chia sẻ của những quý đồng hương, của những quý khách hàng đã từng sử dụng EV Princess, và quý vị nghe họ đã hài lòng ra sao khi đến với loại dược mỹ phẩm tuyệt vời này. Hello. Alo chị Julie Nguyễn đó. Muốn xin thoại cuối là 0231. Dạ. Chị xài của em được 3 bộ rồi, bây giờ da nó mỏng mà nó đẹp mà chị xài 3 bộ rồi. Với chị mua mấy cái chị gửi qua Cordoro cho bạn, chị với em, chị với con vậy đây được xài hết. Chị Julie cho em biết là cái da của chị trước khi chị nó cũng hơi chút mà quần vậy thôi, tại vì chị cũng 65 tuổi rồi. Ồ, da chị có hơi ba, có mấy chấm chấm đen đen chút vậy đó. Dạ vâng. Chị xài được 3 bộ, chị mua bạn chị 2 bộ nữa, con chị 2 bộ nữa. Chị mua cho bạn chị ở đâu? Bạn chị ở đâu á? Trời ơi, gửi hoài cho tao hoài, nó còn mới biểu mua gửi nữa nè, chị hỏi nó rõ ràng nữa mà. Chị xài cái đó không, mà chị xài 7 món tất cả mà. Đúng rồi, chị nói đúng rồi đó, 7 món mặt là đúng. Chị ra chị bây giờ chị cũng sắp hết rửa mặt, chị muốn mua chai rửa mặt cái xô nào ngoài đó luôn. Dạ, dạ vâng, chị mua rửa mặt cái treatment solution luôn, cái da chị mịn. Treatment nữa, hết treatment cũng gần hết nữa. Đúng rồi, cái treatment solution nó làm cho cái da chị trẻ, thì cái da chị nó mịn hơn, nó mát hơn. Chị đừng có dùng cái toner mà chị dùng cái treatment clear solution á. Để treatment không à? Đúng rồi, treatment solution luôn. Dạ đó. Chị thoa cái đó lại lên nữa mát. Chị thoa cái đó thôi rồi chị thoa cái kem rem lên mà thôi ha. Đúng rồi. Ok, để ngày mai cái da chị đẹp liền. Cảm ơn chị đã giới thiệu các bạn cho em nha chị. Cảm ơn Julie Nguyễn. Đi rồi. Trời ơi, còn là đi mua gửi cho người ta không? Người ta thiếu ký chắc chặn đã trước không à? Dạ. Giá chị cũng mua 2 bộ gửi Việt Nam cho nó. Ở bển có nó mua nó sợ đồ dởm. Dạ. Mình bán mình đem về nó mới chịu, mà đồ bên Mỹ về nó mới chịu. Hai bộ của tôi mấy trăm bạn. Bạn bên kia mua hôm trước cũng gửi em thắng rồi. Dạ. Thôi bây giờ để ngày mai tôi chị ra ghé đó nha. Thôi mắt lắp đi em ha. Thì mình thấy người ta đẹp mình vui vậy em ơi. Dạ. Chị là vậy đó. Chị nói giống em đó, em làm cho người ta vui là em hạnh phúc. Có lần chị đi gì gặp em ngay chỗ bưu điện chứ đâu, mà em đâu biết chị hoài. Chứ mà mua hàng của em hoài mà đâu em đâu biết chị đâu. Dạ. Chị ra xem tay hoài chứ chị không có đi lên miệng kia nó xa quá. Dạ thưa chị, đôi khi khách nhiều quá em không có nhớ hết đó chị. Khách nhớ nhà hàng với nhà hàng đâu có nhớ khách được. Nhưng mà em cũng cảm ơn âm thầm trong tâm của em mà chị ơi. Chị thấy lúc nào em lên đài em cũng muốn cảm ơn. Ra ngoài thấy nhỏ nhắn đẹp ghê vậy đó. Dạ. Ok, cảm ơn chị nhiều, chúc chị vui nha. Dạ vâng. Ngày mai chị ra chị mua. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ. Bây giờ để tiếp tục chương trình, Bích Hương xin mời một tiếng là kết thúc trên đường dây. Hello. Em tên Hương, chị 1898. Hương đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess của Bích Hương Beauty Center chưa? Dạ có rồi chị. Em có nghe chị quảng cáo đó, em xài thử. Dạ. Hồi xưa là em bị tàn nhang đó. Cái em thích nhiều loại lắm mà nó không có good. Sau cái em nghe laser đó, em cũng đi xin thử. Mà trời, cái tuần đầu hả, nó good lắm. Sau một tuần đầu nó trở lại mà nó còn nhiều hơn nữa. Sẵn thì em nói cho quý khán giả mà nghe được đó. Tại vì làn da Việt Nam mình nó mà tàn nhang bị laser là nó không có good đâu. Em có 3 người đi chung mà hở ai cũng giống như em hết á. Sau một tuần đầu nó rất là đẹp.
đến khi sau đó nó trở lại nó còn đậm hơn lúc trước nữa. Em sợ quá chừng cái em thấy em nghe chị Liên quảng cáo đó, em đi xài thử. Sau em thức, em sức được 3 tháng rồi thì em thấy nó đỡ cũng được 60. Trước khi đó thì da của Hương đó thì bị tàn nhang rất là nhiều mà lâu lắm rồi hả Hương? Dạ cũng lâu rồi chị, cũng 7-8 năm rồi đó. 7-8 năm. Họ cũng biết là da Á Đông của mình đó, nên họ xài nó nhẹ hơn một chút, nhưng mà hả về sau một tuần là nó sẽ kết xác liền, nó bị lại tàn nhang chị, mà nó bị đậm hơn nữa sợ. Wow, bị đậm hơn nữa. Rồi khi mà Hương dùng cái kem của Bích Liên được mấy tháng, 3 tháng hả? Dạ ba. Được 60%. Wow, vậy là hút lắm rồi. Xong rồi em thì mấy người đi chung với em thử nghiệm trước, xong rồi thấy ok rồi giờ em nói một chị đó, chị cũng đi mua rồi. Cô đã đi mua kem đó rồi. Dạ, chị dạ. Center chị mua cũng được 2 tuần nay chị dạ. Rồi. Coi như là sau khi mà Hương có kinh nghiệm mà Hương đã bị về cái phần mà laser bị nám da non như vậy đó, rất là sâu mà rất là đậm hơn phải không? Dạ. Coi như tệ hại hơn hồi trước. Thì từ khi mà Hương dùng qua cái dược mỹ phẩm EV Princess này, coi như là Hương rất là hài lòng rồi phải không? Dạ, dạ. Em nói lần chót nếu một được tôi không có nghe quảng cáo nữa. Quảng cáo là cũng hấp dẫn hết mà về nó không có uống gì hết mà sợ quá chừng luôn. Rồi tới bây giờ coi như là Hương đã happy với làn da với cái dược mỹ phẩm EV Princess này phải không? Chuẩn bị em mua thêm set thứ nhì đó. Cảm ơn Hương rất là nhiều. Ngày hôm nay đó là Hương với Bích Liên đang nói chuyện trên đài thì có rất là nhiều người thính giả đang nghe đài. Tàn da mà bị tàn da hay là bị nám, em nghe nám hình như là nó lẹ hơn là tàn nhang đó. Đúng rồi. Dạ nếu ấy thì thử, tại vì em cũng giới thiệu cho mấy người họ cũng thử qua họ thì cũng thấy good đó. Dạ. Rồi chúc cho Hương một ngày thật vui nha. Dạ không có chi. Rồi chị bị rồi bye bye. Chị qua đây á từ năm 79 mà chị Trường kỳ chiến đấu với cái da mặt của chị đó ha. Bích Liên à, chị Trường kỳ trời ơi, chị đã nói mấy chục ngàn rồi, từ hồi ông Ovary mà còn ở dưới đó mà chị còn đi những cái bác sĩ về đại hàng, bác sĩ về đại hàng mà ở dưới cái vùng đó nữa đó em. Rồi sau đó chị mới đi qua ông Ovary, rồi chị đi nát bét, rồi nát bét tùng yeah. Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, rồi bác sĩ Di ở đây cũng đã nghĩa là đã trích của chị rất là nhiều rồi đó. Dạ yeah. Đến lúc mà chị gặp em á, thì sự thật chị không có tin nữa đâu. Nhưng mà chính là tụi bạn chị á, hồi trưa này nó gọi điện thoại, nó nói là vừa rồi nó đi chơi với chị á, mà buổi tối da mặt của chị lúc mà rửa mặt á, mà chị lần đầu tiên trong đời nghe Bích Liên, chị mới hãnh diện mà đưa cái mặt trần của chị ra ban đêm á. Còn hồi trước á, lấp ló lấp lưỡi thôi à. Dạ. Em hiểu không? Tại ban ngày thì có bị phẩm cover rồi, còn ban đêm chị rất xấu hổ khi phải trình làng cái gương mặt của chị. Dạ. Cái nước da đó xám xịt à Bích Liên, đen mà vàng mà xám. Dạ. Mà xấu lắm. Sau khi chị xài của em, thành ra hồi sáng tụi nó gọi mua rất là nhiều. Nhưng mà do nói thiệt là chị rất là uy tín trong vấn đề mà giới thiệu với bạn. Đứa nào cũng nhau với mua. Yeah. Nhưng mà từ một đứa đó, nó đã mua cho má nó. Yeah. Rồi đứa kia thì mua cho chị. Chứ sao? Rồi chị bổ kem của chị thì cũng bán luôn rồi. Em hiểu không? Yeah. Rồi bây giờ nó đòi thêm 3 bộ nữa, chị phải lập tức chị gọi cho em. Cái bữa chị gặp Bích Liên là chị buồn tê tái. Thiệt chị nó gian. Chị bị cái chỗ đó nó làm cho chị, em biết không, nó sức về trên Avo. Yeah. Mà đã vậy nó còn steam nóng của chị, mà cứ em biết không, cứ đúng một tuần là nó biểu chị tới làm facial. Nó xịt hơi nóng vô, nó vừa xịt hơi nóng rồi nó vừa dùng một cái kem để tẩy da ra. Mà cái thời gian đó em biết trời cực nóng, cái bữa mà em xuống này Santa Ana em nhớ cực nóng không. Thì trong cái thời gian đó chị bị nó bắt vô, cái bữa chị gặp em chị buồn tê tái nhất là chị nói chuyện với Bích Liên á. Nó hành hạ cái da mặt của chị, nó làm cho da của chị nó đã lột ra giống như cái bị bệnh vậy đó, em hiểu không? Yeah. Nhưng mà khi em chị xích vô của em á, nó cốc ra từ từ, tới bây giờ chị nói thiệt á là chị không nói láo. Dưới này có trung tâm cũng nói giống như nói thiệt với em, cũng mở talk show rồi cũng cho người gọi vô rồi vậy á. Yeah. Chị cũng bị dụ nai, mới cũng bị gạt như vậy quá trời rồi. Yeah. Em biết chị đã bị gạt rồi đó. Yeah. Đến lúc sau này khi mà đến lúc mà cô ta cũng nói rồi cũng cho những người gọi vô đó. Dạ vâng. Trời ơi Bích Liên ơi, chị ngao ngán sự ngao đời. Ngao ngán cái sự mà quảng cáo quá nhiều phải không chị? Đã vậy em biết sao không? Khi mà chị đi ra trung tâm của cổ để làm facial đó, một đống người đoàn tới kiện, em biết cái mặt mà lỡ ra mà mụn nó Bích Liên. Mà làm laser tiền của người ta 3,000-4,000, em hiểu không? Để mà tính chuyện còn cái da mặt của cái cô khi mà em mà thấy mà đánh một lớp phấn mà em biết như cái bờ tường không? Đó rồi chị mới hỏi mấy cô mà làm ở trong đó, chị hỏi sao vậy? Nói tại vì cổ xài cái da mặt của bị nám á, rồi cổ phải test vô nhiều vậy. Còn đến lúc mà chị thấy cái da mặt của em á là chị quá khâm phục rồi, trời ơi đời chưa thấy ai mà lớn tuổi như vậy mà có một cái nước da như vậy. Chị nói thật, da của em nó mịn
như là nó mịn như là gì, mà qua cái cách nói chuyện của em á làm cho chị có niềm tin. Chứ nhìn chị là biết là thành ra đứa nào cũng nhào vô hết á. Dạ, đòi mua. Từ tuổi nó đó em biết không? Nhưng mà từ một đứa đó đó, nó đã mua cho má nó, rồi đứa kia thì mua cho chị. Thành chị nói với em là em khỏi cần quảng cáo Bích Liên. Em hiểu chị nói không? Cái này nó giống như ngọc vậy đó, người cái nhu cầu cần á, người ta phải tự tìm tới thôi. Em hiểu chị nói không? Giống như chị lên online chị check á, thì chị thấy cái website của em chị check á, tự nhiên sao mà tự nhiên mà chị gọi cho em, chứ thường ngày chị chán trường lắm cường Bích Liên ơi, chán lắm rồi, chị bị lường gạt quá sao mà xiết gì được. Trời ơi thôi ấy thôi, rốt cuộc mà chị gặp em tự nhiên rất khen. Bây giờ một bầy bạn của chị là đâm nhào theo, nhưng mà từ đó nó còn về nó giới thiệu cho người này người kia nữa. Em thấy không? Thành ra là chị rất vui mà làm được cho em cái điều đó. Đó là chưa đó. Đúng rồi, chị nói thiệt nha, nhưng mà chị thấy em rất dễ thương. Khi chị giới thiệu, chị nói về em cho bạn chị thì chị phải nói một câu như vậy: Bích Liên tính cách exactly. Em hiểu không? Dạ vâng. Em trớt chị tới độ em gửi đồ xuống mà em cũng tin chị, em cũng nọ cũng kia, chị trả hết á. Dạ. Đó là sự thật mà khi chị nói vậy đó. Nhưng mà em, chị nói thiệt, em chị rất cảm ơn Bích Liên cho chị được cái nước da này, chứ không mà chị buồn hiu hắt. Thành chị nói với em khỏi cần quảng cáo Bích Liên. Em hiểu chị nói không? Cái này nó giống như ngọc vậy đó, người cái nhu cầu cần á, người ta phải tự tìm tới thôi. Sau đây Bích Liên xin phép mời một vị khán giả đang chờ đợi trên đường dây. Dạ, thưa chị Bích Liên, chị Liên. Dạ. Dạ, em xài tem của chị được lắm. Dạ vâng. Dạ, em xài được hơn một set rồi. Hồi trước em khô lắm mà em nám, mà một cái set đầu đó chưa hết, mà em thấy đã đẹp rồi. Rồi mà chị biết không, em xài xong rồi một nó trồi lên, em lại bôi tiếp. Dạ. Giờ da em nó đẹp mà ai cũng khen hết á. Wow. Ai cũng bảo trời ơi sao bà đi sửa rất đẹp hả? Bảo trời ơi mới thửa đó. Bà xài cái gì mà đẹp vậy? Bà chỉ tôi cái. Thế nói trời ơi thì tôi xài lung tung hết để tôi chỉ cho. Dạ. Thế người ta nói bà xài thì chỉ tôi đi, sao mà tự nhiên sao tôi thấy ủa trước da bà khô lắm mà mày em nám sao bây giờ đẹp vậy? Bà hay quá vậy. Đi sửa sắc đẹp hả? Bà cái hỏi có sửa mắt không? Dạ. Không có sửa mắt. Sao mắt người ta như vậy mà đâu có sửa gì. Vâng, thưa quý thính giả, đó là phần chia sẻ của một số quý khách hàng đã từng sử dụng dược mỹ phẩm EV Princess, đã cảm thấy hài lòng và đã chia sẻ với nhiều quý thính giả khác, nhiều quý đồng hương khác. Còn quý vị đã thử chưa với dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic? Hãy liên lạc với tổng đại lý của chúng tôi, hoặc là tại Nam Cali, hoặc là tại Bắc Cali, hay là gọi thẳng cho số điện thoại miễn phí của công ty 800-918-3017, 800-918-3017, hay vào trang nhà evbichliên.com. Dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic, đồng hành cùng nhan sắc Việt. Cô em dáng yêu kiều thức